Dạ, em Vũ, kỹ thuật viên kênh điện tử Giao Phát, chị cần bên em hỗ trợ về kênh điện tử nào ạ? Dạ, em muốn cái cân điện tử sử dụng trong may mặc không? May mặc, may mặc thì có cân định lượng vải nè, rồi cân đếm số lượng tem nhãn phân truyền nè. Thì nếu mà cân định lượng vải thì mình sẽ chọn cái cân này. Còn nếu mà mình cân phân truyền tem nhãn may quần jean đó, thì mình sẽ dùng cái cân đếm khác. Ở chỗ chị có hay đếm không? Hay đếm cái thẻ bài á, mà để dùng phân truyền cho công nhân họ may quần jean á, mình có dùng cái đó không? Dạ có. Có ha. Dạ. Thôi mình sẽ quan tâm tới cái dòng cân này gọi là cân đếm. Thì cái dòng này nó đếm tại vì cho nên là nó có luôn hẳn luôn cái ba màn hình trọng lượng nè. Dạ. Màn hình trọng lượng mẫu và màn hình số lượng đếm. Em nói ví dụ nè. Ví dụ như bây giờ em bỏ lên 10 cái nem cạc thì nó hiển thị trọng lượng là 12.9 gram ha. Một cái nem cạc nó là 1.3 gram. Và trên đây sẽ là 10 cái ha. À, rồi mình có thể là bỏ thêm lên. Bỏ thêm lên. Như thế này là 30 cái. Thì mình sẽ tiết kiệm được hơn cái việc mà mình bỏ thời gian ra mình đếm. Mỗi ngày mình đếm. Như thế mình sẽ mua cái cân này. Nhưng mà cái cân dòng cân đếm này nè, nó sẽ đếm những cái hàng hóa này, cái nem cạc này nè, mà nặng từ 0.1 gram á. Chứ nếu mà cái tem nhãn hay là cái mạc quần áo mà thương hiệu lớn á, ví dụ như Việt Tiến hay là Perry Cardin hay là An Phước thì người ta cái tem nhãn nó nhỏ xíu à, và mình không có dùng cái cân này đếm được, và buộc lòng mình phải chọn cái cân mà độ chính xác 0.01 gram á thì nó mới đếm được gì ha. Dạ. Thì ở chị á, mình đã có cân đếm này chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Vậy thì mình có thể là quan tâm đến dòng cân này. Khi nào mà chị nghĩ đến cái chuyện mà phải đếm những cái tem nhãn hay là cái thẻ bài mà gắn quần áo như thế này 0.1 gram trở lên thì mình sẽ quan tâm đến dòng cân này, cân đếm số lượng ha. Dạ. Rồi, còn nếu như mà mình cân mà dạng như cân định lượng vải á, cân ví dụ như là mình hay cân cái định lượng vải nó dày hay mỏng hay là đủ cái trọng lượng của mình chưa á, thì mình sẽ quan tâm đến dòng cân này 0.01 gram. Dạ. Anh cho em hỏi là cái cân này thuộc thương hiệu nào ạ? Dạ, cái cân này nó của Yadaber Đài Loan chị, ở trên này nó có thể hiện luôn nè. Và Yadaber Đài Loan, Yadaber là một thương hiệu rất nổi tiếng của Đài Loan, tuy nhiên nó made in China. Dạ. À, chị có cần em giải thích tại sao là có chữ China ở đây không? Dạ không cần, em hiểu ra. Rồi rồi, cảm ơn chị. Thì cái cân này mức cân tối đa của nó bao nhiêu gram vậy? Dòng Sky V kép này nó ở đây nó có thể hiện rõ nè chị nè. Bản thân cái cân này nó đang là mức cân tối đa là 300 gram. Dạ. Độ chính xác là 0.01 gram. Tuy nhiên thì với cái mã Sky V kép này nó có tới 4 mức trọng lượng tối đa là 300 gram, độ chính xác 0.01 gram. Hay là 600 gram, độ chính xác 0.01 gram. Hay là 1,5 kg thì độ chính xác 0.05. Hay là 3 kg thì sẽ là độ chính xác 0.1 gram. Nghĩa là một cái mã cân mà nó có tới 4 mức trọng lượng tối đa. Tùy cái nhu cầu thực tế của mình á, mình có thể chọn một trong 4 gì ha. Dạ. Thì cái cân này mình có sử dụng pin không ạ? Có chị, nó sử dụng pin sạc giống như điện thoại mình thôi à. Thì hết pin thì mình sạc thôi. Thì cái này nó sử dụng pin ở bên dưới ha. Lát nữa em sẽ lật, bây giờ nó có cái lồng kính em không lật được. Lát nữa em lật lại cho chị coi vị trí pin. Rồi, cái cân này thì hết pin thì mình cắm adapter mà sạc. Nôm na nó giống như điện thoại của mình vậy đó. Cho nên là cái cân này vừa cân trong phòng lab được mà vừa cân xuống xưởng được. Có nghĩa là mình có pin đó, cho nên mình linh động mình mang đi đâu mình cân cũng được đó. Yeah. Thì cái lồng trắng này thì mình có thể gỡ ra được không anh? Cái lồng kính chắn gió này mình gỡ ra được chị ơi. Cái này nó bằng meca và nó lắp ráp được. Nó giống như là hồi xưa mình có những cái món đồ chơi của nít Lego gì đó. Mình lắp ráp được. Khi mà mình nhận được cái cân này nó có 4 miếng ha. Cái mình về mình ráp lại thành cái này, mình đặt lên đây ha. Rồi cái này mình đặt lên đây. Nó bảo vệ là gió nó không có thổi vào thì mình cân con số nó mau đứng số hơn. À, ví dụ như chúng ta mang cái cân này xuống xưởng, và trong xưởng thì thường thường có quạt thông gió á, thì cái này nó rất là hữu ích cho cái việc mà chúng ta cân hàng hóa như thế này, rồi chúng ta đẩy cái hộp lại thì gió môi trường ngoài nó không có tác động tới đi cân thì con số này nó ổn định hơn. Yeah. Rồi nhưng mà mình hoàn toàn có thể tháo ra được tùy theo cái môi trường sử dụng của mình ha. Nếu như mà trong phòng như cái phòng mà chị em mình đang ngồi, phòng máy lạnh nhưng mà hơi gió nó không có thổi vào thì bình thường nó vẫn ổn định số, nhưng mình có thể cân thôi. Rồi hồi nãy chị có hỏi em là cái cân này sử dụng pin ở đâu đúng không? Rồi đây bây giờ em tháo lồng kính rồi em lật lại cho chị coi nè. Đây, bên dưới nó có một cây pin. Pin này là pin 6V 1.3Ah. Đây, nó có khay như thế này. Sau này á, mà ví dụ như mà chị xài khoảng chừng hơn 1 năm, pin nó chai dần đi và nó mau hết pin quá,
và mình không có gần ổ điện, cái vị trí sử dụng cân không gần điện, thì mình có thể mua cục pin này về mình tự thay được luôn, chứ không nhất thiết là phải gửi cân về cho công ty cân điện tử ha. Chuyện này nó đơn giản lắm. Dạ. Thì anh cho em hỏi luôn là cái đĩa cân này thì kích thước nó khoảng bao nhiêu vậy? Đây, cái đĩa cân này nó chiều này là 145, chiều này là 125mm chị. Nó bằng inox, và mình có thể tháo rời cái đĩa cân này ra như thế này để mình dễ dàng vệ sinh đó. Nếu ví dụ như chị cân mà chị cân vải thì không sao, mà ví dụ một số anh chị mà cân bột hay dung dịch á, thì mình có thể lấy cái đĩa cân ra để mình vệ sinh sau khi sử dụng. Rồi chị. Nếu mà em mua cái cân này thì nó giúp được gì cho em ạ? Nó giúp được nhiều cho chị chứ. Ví dụ như là mình cân định lượng vải. Cân định lượng vải là sao? Định lượng, ví dụ như là chị cân một cái mẫu vải nào đó, chị muốn biết nó 1 dm², nó là bao nhiêu gam. Ví dụ như ở đây, người ta đưa cho chị một vảnh vải lớn đúng không? Chị cắt, chị dùng cái máy khoét, chị khoét một đường tròn là 1 dm². Em ví dụ minh họa đây là 1 dm² vải của chị đi ha. Thì chị bật cân lên và cân nó hiển thị đơn vị gam là 0.00. Chị bỏ 1 dm² đó, chị bỏ vào cái cân, chị đắn nó lại. Rồi chị nhìn vào con đây con số là chị sẽ biết là cái quy cách vải đó, rồi bên đối tác giao cho mình có đúng loại hay không, hay là mình trong quá trình mà sản xuất đó, mình có cần điều chỉnh cái vải này cho dày cho mỏng hay không. Đó là một cái nhu cầu rất là thiết thực cho cái cân mà có độ chính xác 0.01g này chị ạ. Rồi ngoài ra thì nó có như nãy em nói đó, là nếu như mà chị đếm những cái thẻ bài này mà những cái thẻ bài này lớn á, thì mình có thể dùng cái cân chuyên nghiệp hồi nãy, cân đếm số lượng 3 màn hình hồi nãy để đếm. Tuy nhiên có những cái lúc mà chị gia công hàng hóa cho một thương hiệu lớn, họ có những cái tem phía sau cái áo, tem phía sau cái quần nó nhỏ tí xíu như thế này nè, thì cái cân chuyên nghiệp, cái cân đếm số lượng này nó đếm không chính xác, tại vì cái mẫu này nè nó nhỏ hơn 0.1g, thì buộc lòng là mình phải đếm bằng cái cân 0.01g này nó mới chính xác được. Thì mình có thể là mua cái cân này để đếm những cái con này để phân truyền. Rồi giờ thì mình đếm như thế nào ha. Ví dụ như cái đây là chúng ta có một cái khay để mình chứa những con tem nhãn, mình bỏ vô đây trước ha. Sau đó mình đậy lại cái nắp lại để chắn gió hoàn toàn. Sau đó mình bấm phím ta ra để trừ bì cái khay đó đi ha. Rồi sau đó mình sẽ đếm thực tế là 10 con tem nhãn nhỏ xíu như thế này. Mình đếm thực tế là chính xác là 10 ha. Sau đó mình bấm qua chế độ BCS để đếm số lượng. Rồi sau đó mình bấm Plot giữ. Nó báo là Sample 10. Ở đây nếu mà đếm 10 rồi thì mình để 10. Còn nếu mình muốn đếm 20 thì mình cứ bấm nút dấu cộng nè, cho tăng lên hoặc là giảm xuống. Rồi cái này lướt để mua thôi nha, cho nên em đã chọn đây là 10 và đây là 10. Rồi em sẽ bỏ vào đây. Rồi em sẽ bấm nút ta ra để xác nhận. Và trong cái này đây, nó chứa được 10 con tem của mình. Và công việc còn lại của mình á, sẽ bỏ một số lượng bất kỳ vào đây ha. Thì lập tức cái cân nó sẽ hiện ra được là trong đó chính xác là 20 con tem. Vậy bây giờ em lấy ra một con tem thử xem là nó có hiển thị 19 hay không nha. Cái chuyện này quan trọng nè, tại vì mình mua cái cân về để đếm tem mà. Nếu mà nó chính xác thì mình mới sử dụng, chứ còn nếu không chính xác thì mình không sử dụng đúng không. Đây em lấy ra một con tem, em đậy nó lại. Lập tức cái màn hình hiển thị 19 nè chị ha. Dạ. Rồi như vậy là ổn rồi. Như vậy là một cái cân có độ chính xác 0.01g, nó vừa giúp chị là cân định lượng vải được nè, nó giúp chị là đếm tem nhãn, những cái tem nhãn mà nó nhỏ hơn 0.1g á, thì chúng ta dùng cái cân này đếm nó tuyệt vời lắm, nó chính xác lắm. Và mình thì yên tâm rằng là nó hạn chế được cái sự thất thoát tem. Và trong cái lĩnh vực may mặc em hiểu á, cái chuyện mà tem thương hiệu nó quan trọng cực kỳ lắm, nó không cho mình một cái tỷ lệ sai sót hay thất thoát này hết. Cho nên là mua một cái cân mà có độ chính xác 0.01g mà sử dụng trong ngành vải, mà đặc biệt là dòng Yadaber Đài Loan này, mình hoàn toàn yên tâm. Dạ, cân này thì đúng mục đích sử dụng của em rồi, thì giá cả nó như thế nào anh? Dạ, em chỉ là kỹ thuật cân điện tử thôi. Công việc của em là mang cân ra đây và giới thiệu cho chị cái cân nào nó đúng nhất, nó tốt nhất với cái nhu cầu sử dụng của mình. Còn giá cả thì bộ phận kinh doanh sẽ báo cho chị nha. Dạ, rồi em cảm ơn anh ạ. Dạ, em cảm ơn chị đã đến với công ty cân điện tử Gia Phát. Rồi, vậy em mời chị xuống gặp mấy anh chị phòng kinh doanh ha. Em chào chị ạ. Rồi, em chào anh.